ngày 1 tháng 10, Công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ nam sinh Nguyễn Cao Sờ, 18 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa, bị hai thanh niên người Yên Bái sát hại dã man trên bãi đất trống để cướp tài sản. Trong vụ án này, Nguyễn Cao Sờ được xác định là đối tác ra bia của Trác. Sau khi sự việc xảy ra, phía doanh nghiệp Trác đã cử đại đến thăm hỏi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, vẫn có nhiều câu hỏi thắc mắc về trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải công nghệ. Ngoài việc phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ án, họ còn có trách nhiệm gì với người lao động tạo ra giá trị cho mình? Tài xế Trác là lao động thời vụ, không bắt buộc phải đóng bảo hiểm. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, cho hay, xe ôm, taxi công nghệ là một loại hình kinh doanh mới có nhiều ưu điểm như dễ dàng kết nối giữa hành khách và lái xe, giá được công khai, kiểm soát được lộ trình di chuyển. Bên cạnh đó cũng bộc lộ nhiều nhược điểm như việc đảm bảo quyền lợi cũng như an toàn cho người lao động vẫn chưa được đề cao. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì lao động thời vụ không bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bởi vậy, với những người lái xe taxi truyền thống thì cơ hội đóng bảo hiểm cao hơn, còn đối với những người lái xe công nghệ Grab hay Gojek thì việc đóng bảo hiểm còn được quy định lỏng lẻo, doanh nghiệp thực hiện không nghiêm túc dẫn đến nhiều lái xe không được đảm bảo quyền lợi, chế độ của mình khi có việc xảy ra. Có quan điểm cho rằng xe ôm công nghệ là nghề phụ, công việc không ổn định, có tính chất thời vụ, luật sư Cường cho rằng điều này là chưa đúng vì nhiều người coi đây là một nghề và sống bằng nghề này. Nhà chức trách cần phải có quy định cụ thể để yêu cầu các hãng taxi, xe ôm công nghệ đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm cho các lái xe, phòng khi ốm đau, tai nạn họ sẽ có chế độ giải quyết tốt hơn, luật sư Cường nói. Ông phân tích thêm một ý nữa là trong những vụ án giết người, cướp tài sản thì đối tượng thực hiện hành vi phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản cho nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, thường thì trong những vụ án này đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là những người nghiện, không có tài sản nên việc đảm bảo quyền cho nạn nhân hoặc gia đình là rất khó. Một trong hai nghi phạm bị áp giải về Hà Nội phục vụ công tác điều tra. Rác nên có trách nhiệm phần nào với người mang lại sự thịnh vượng cho mình. Còn luật sư Quách Thành Lực, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, nêu quan điểm rằng, trong vụ án này, Grab cần thể hiện là một doanh nghiệp có văn hóa kinh doanh, coi trọng khách hàng, bảo vệ người lái xe là đối tác làm việc, tạo ra giá trị cho mình. Grab không phải đơn vị sử dụng lao động nên họ không có trách nhiệm bắt buộc phải lo thế này, thế kia. Tuy nhiên, về mặt đạo đức kinh doanh họ thu tài chính từ người dân nên cần có trách nhiệm giúp đỡ hỗ trợ nạn nhân người tạo ra giá trị lợi ích cho mình, luật sư Quách Thành Lực nói. Vị luật sư cho rằng từ những sự cố liên tiếp xảy ra, Grab và các doanh nghiệp vận tải công nghệ khác nên có phương án tối ưu để bảo vệ tài xế. Grab nên có một tính năng trong ứng dụng của mình đó là cho phép tài xế gửi ảnh của hành khách về công ty công khai. Khi hành khách biết hình ảnh của mình đã được ghi nhận và quản lý thì chắc chắn sẽ từ bỏ ý định thực hiện hành vi phạm tội. Trong vụ án nghiêm trọng này, nam tài xế Rabike đã ít nhiều có sự cẩn trọng khi gửi ảnh, tin nhắn cho người thân về hành khách dự định vận chuyển. Thực tế diễn ra cho thấy, điều này đã giúp cơ quan chức năng nhanh chóng phát hiện, bắt giữ kẻ phạm tội, luật sư Quách Thành Lực nói. Trước đó, vào tối ngày 28 tháng 9, người dân phát hiện thi thể nam sinh Nguyễn Cao Sờ, 18 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa, mặc trang phục Grab bị sát hại tại bãi đất quan thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 30 tháng 9, cảnh sát bắt giữ hai thủ phạm Đinh Văn Trường 19 tuổi và Đinh Văn Giáp 24 tuổi, cùng quê Yên Bái. Cả hai khai nhận vào khoảng 21 giờ ngày 26 tháng 9, chúng đến khu vực cổng bến xe Mỹ Đình để lóng nước. Tại đây, Giáp mặc cả giá xe ôm với Sờ, để yêu cầu anh này chở chúng về nhà bạn ở khu vực phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Do không có tiền nên Giáp xin anh Sờ để hôm khác trả thì tài xế này không đồng ý. Khi đến khu vực bãi đất trống, Giáp tiếp tục nói không có tiền và xin trả sau nhưng anh Sờ vẫn không đồng ý, dẫn tới mâu thuẫn. Giáp đã lấy dao và đâm liên tiếp vào sau lưng nam sinh. Thấy nạn nhân bỏ chạy, hai tên này lấy xe máy của nạn nhân phóng đi rồi sau đó về Yên Bái trốn.